rất là thương cô dâu, có thể làm tất cả mọi thứ cho cô dâu. Chỉ cần anh rất là quan tâm tới cảm xúc của mình, mình chỉ cần giận hay là cái gì đó là mọi cách để xoa dịu hết. Cái việc tôi rất là tất bật á, có nghĩa là đang mà bận cái nào bận kia mà cô dâu kêu một cái chạy lại đến ngay, không có cần mà phải anh bận hay gì đó, nhưng mà kêu một cái là đến liền.